Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng trên diện rộng. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 3, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trời lạnh. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 1 tháng 4 có nắng nóng cục bộ, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 có nắng nóng trên diện rộng. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Miền Đông Nam Bộ từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 tiếp tục có nắng nóng.